Hello các bạn. Hôm nay Tám được một người bạn cho Tám một đống ổi đây nè. Với lại một đống hồng. Bây giờ mình á lựa ra trái nào bự mình để qua một bên, trái nào nhỏ mình để qua một bên. Tại vì á nó rất là nhiều, nhỏ bự tùm lum hết á, được cái trái mà nó bị giống như là bị lủng một lỗ nè. Bây giờ mình ăn thử coi cái trái nhỏ nó ngon hay là cái trái bự nó ngon nha các bạn. Tám đang đợi mấy người tới để đem về ăn. Có hẹn với một mấy người lần, một người, hai người, ba người. Với ngày mai có người tới lấy. Cho nên bây giờ để mình lấy cây dao, mình cắt, mình ăn thử. Nhưng mà trước khi ăn mình phải làm một chén muối ớt thật là ngon ha. Thường thường người ta ăn ổi, người ta ăn bằng muối ớt đúng không? Nhưng mà Tám á, đặc biệt nha. Tám không có ăn muối ớt mà Tám ăn cái muối xí muội. Cái muối này ngộ lắm, cái muối này Tám mê. Cái muối này là Tám ăn, cái ổi là Tám phải có cái muối này Tám mới ăn được. Cho nên là cái muối này là muối xí muội nha các bạn. Còn một chút nữa, ai muốn ăn muối ớt thì chấm muối ớt. Bây giờ Tám cắt cái trái này nè, cái trái bự này nó có một cái sâu, một miếng sâu á. Bây giờ cắt cái trái này ăn thử rồi nó ngon không nha. Cái trái này nó có sâu. Dạ em đây. Mày vô, mày vô. Đại hai giá nè. Bây giờ nó é rồi, nó ăn ổi trừ cơm á. Có ai có sò kêu đi. Ngon một. Nhỏ này nó ăn quá trời ơi, làm sao mà chịu nổi đây. Chưa có lấy cái vỏ đâu, chưa lấy cái hộp ra. Chết đói mà đừng biết. I'm sorry ha. Cảm ơn muối không? Mày cũng em cắt chưa? Phải. Bây giờ lựa cái nào đi, em cắt cho muối ăn nè. Muối có thích ăn ổi không? Chuyện đó khỏi nói rồi. Muối là từ ở trên lót đúng không? Ừ, tại vì nghe có ổi mới bay xuống á. Nghe nó hồi sáng post trên Facebook ổi. Cho nên muối từ lót, muối bay xuống đây luôn. Bây giờ muối lựa đi. Cái trái nào muối ăn, muối ăn cái trái nào để em cắt cho muối ăn thử nha. Trái nào cũng ngon hết á. Trời ơi, làm sao được kiểu này. Bây giờ trái này nó có lủng một miếng lỗ nè, mình cắt cái này ăn thử nha. Trời ơi, nó ngon quá thôi. Đó. Đó, nè, muối biết làm muối ớt cay không? Biết. Vậy làm cho em chén đi. Rồi ra đây ta bọc bột kìa. Trời giống quỷ kia, ta lại đang ớt kìa, em quên lên ăn ổi. Tới là cho ổi thì tưởng gì mình ăn à, muối còn kêu muối có biết làm muối ớt không? À muối rồi, làm muối ớt biết mà. Làm cay ăn xịu nha. Ok. Cho ghen lắm á. Dạ. Đây làm đi. Đây có ớt bột có ghen. Ớt mà ớt xay á, ớt xay nhuyễn có không? Ớt bột có ớt trái. Đúng rồi. Cho con ớt bột đi. Con làm cho nó trái đi. Ngon. Đúng rồi nọ không? Cái trái mà nó có cái mà ăn món cái cùng tấm hư hư một chút á. À có. Ngoài nó trời luôn á. Muối nè. Chơi liền. Nhỏ này thiệt ba đừng. Ớt tương á hả? Tương ớt á hả? Đúng rồi. Trời ơi, nó lựa nhầm mà. Nó lựa nhầm con nè, người ăn hàng nó ghê. Trời ơi, ổi nó ngon quá muối. Ăn thử đi nè. Nhà có ai trồng hay quá vậy. Này bạn của em nó cho, sáng cho em á. Ngoài uống trà nữa. Bạn em nói ở nhà cũng còn á, nhưng mà nó chưa có hái được mà bữa nào. Nó bự hái tiếp.
ngoại cho con một cái muỗng nha ngoại. Bà ngoại cũng ăn dữ nha, ngoại ăn ớt nha. Ok có rồi ngoại ơi. Ngon lắm. Ngoại có rồi, dậu rồi. Nó không có cứng, nó cũng không có mềm, mà nó vừa vừa. Của cái trái này nè, hủ lạc ca sĩ. Ngoài có đồ đẩy cái này lại không? Đây. Bỏ vô cái mang quỳ á. Cái... Tại vì biết sao các bạn, nhiều người người ta ngoài cái muối xí muội này người ta ăn không đây, có được. Đây. Không quen. Về, không phải nhà. Nhưng mà tán nó tính chỉ thích ăn cái muối xí muội này thôi. Ăn với cây là phải có cái muối này tán mới ăn được nhiều, ăn hoài ăn không có mệt tán mới đi tán. Không có ngán. Mà nhiều người ta lại không quen. Người ta chỉ ăn muối ớt thôi. Đó. Sao mà để cái đồ mình y muối quá. Muối nếu mà muối con rảnh á, muối ở đây muối đợi con bé bối nó tới bây giờ. Chi vậy? Muối nói là bữa nào cho muối gặp nó, muối nựng nó đó. Thôi giờ này không nựng ta, tao nựng ỏi à. Mắt tao thấy nó hồi nữa tao khỏi về luôn á mẹ. Trời ơi, lắc nó tới bây giờ, hai mẹ con nó tới bây giờ. Con nhỏ đó trời ơi, lanh bà cố luôn. Ờ, hay gương ha, hay ghét ha. Ừ, nó giống tôi hồi nhỏ đó. Vậy hả? Ừ, tôi uống nụ nụ à. Bây giờ lấy một cái trái nhỏ, một cái trái nhỏ mình cắt ra mình ăn thử cái trái nhỏ coi như làm sao nha. Nhỏ lớn nó mình giống nhau cái gì. Ngon má. Trời ơi, cái nhỏ này cũng giòn ngon lắm. Nó giòn, nó ngon khác với lại cái trái bự. Người ta không ăn mà bị miệng nó nói là phải ăn ngoại rồi ngoại. Này nó không giòn. Cái nhỏ nó giòn. Mà nó hơi chát chát chút xíu nhưng mà nó vẫn ngon. Các bạn biết không, người ta nói đó, phụ nữ mà ăn ổi rất là tốt. Bây giờ mình lấy một cái trái nó hơi vàng vàng coi như thế nào nha. Cái trái này ngộ lắm, cái trái này nó có cái gì vàng vàng nè ha, bên này thì nó không có gì, mà bên này nó có cái gì á, cái màu gì đỏ đỏ nè. Cái trái này hay là cắt cái trái vàng ta. Bán rồi không ai ăn hết trơn mà ngồi ăn có. Vừa bán ổi mai mua giờ ngồi tự ăn luôn nè. Để coi. Trái vàng đi. Cái nái trái này là cái màu lạc lạc. Cái này chín rồi. Cái này đi, cái này có màu lạc lạc nè. Mùi nó mềm lắm. Nếu mình muốn mà mình phải lấy hộp ra nha. Hộp ổi ăn nó vô là nó bị đau tử đó. Cái hộp ổi này nó không có thể là nó tiêu được. Nó sẽ tích tụ lại ở trong cái ruột cái ruột già, ruột thừa gì đó. Rồi nó sẽ bị ruột dư. À ruột dư hả? Thì nó sẽ bị sạn thận nha các bạn. Đừng có ăn cái hộp ổi thừa. Hộp ổi với lại hộp ớt là không có được ăn nha. Trời ơi, cái trái này thì nó lại mềm. Nhìn thấy nó chín rồi mà. Ừ. Nó mềm. Nó ngon lắm.
Muối lấy mấy trái muối. Tự nhiên hỏi mấy trái dễ xin nhau. Chú muốn lấy mấy trái. Chú muốn nói là muốn lấy 2 trái người ta đọc cái chết vậy. Cho lại 10 trái đi rồi quỷ. Hả? Thôi muốn lựa đi. Trời ơi nè má ơi nó còn nóng. Au. Ủa gì ta? Oh man. Nóng quá. Nóng như vậy. Nó sấy cho nó khô. Ủa muối làm muối ớt ngộ hả? Gì muối ớt sạch. Người ta sấy cho nó khô lát ăn mới ngon. Ôi ôi hay quá à. Muốn chỉ đi, chỉ mọi người làm cái... Thôi, không chỉ đâu. Giấu nghề hả? Ừ, ai muốn kiếm tôi đưa quan canh thôi là chết bà luôn, người ta đã rồi sao? Mọi người ơi, mọi người... Trời quá! Dẹp cái món này vô đây, men! Ăn chấm muối, chấm rồi nó chưa có khô. Muối? Cho ta ăn chút thôi, ta lấy một chút. Ê, ai đóng cái gì? Tại đó nói rồi, người ta sấy cho nó khô. Muối, cha mẹ ta. Ừ. Muối đưa vô cái camera, muối cho mọi người thấy cái chén muối ớt của mọi người ơi. Ăn à ha. Wow, yummy. À, ngon quá ha. Trời muối làm hay quá ha. Muối làm sao vậy? Ta chỉ đi. Bỏ vô không? Xong bỏ miếng ớt vô, bắt đầu quậy đi, bỏ vô mà cô quay cháy cho nó khô. Giống Thái Lan vậy, ngon không? Chiên à ha. Ngon không vậy? Đó là mấy trái thôi, là đem về ăn thôi. Ai cho nhiều quá vậy thơ? Bạn của em cho. Trời ơi, bạn gì dễ thương chứ. Ta ăn cho lọt lưỡi luôn. Trời ơi, muối công nhận nó pha cái muối ớt cay thiệt á. Một trái, hai trái. Ta lựa những trái nào bự ta trời. Trời ơi, muối khôn cười luôn. Ta nhắm mắt hót đại lên. Lấy nhiều lắm. Nói chứ đẻ thì bài hoài chứ bà ngoại dọn thôi chứ ai dọn. Em dọn. Ờ không dám đâu. Cho mấy cái ngõ cũng ngon lắm nha muối. Ừ thì ta đang lấy ăn nè. Nè đẹp không? Thôi trái đó đẻ nị đi lắc kỳ cũng nị. Thôi ta đủ rồi, như đây đủ rồi. Nó nhiều quá nó trụi. Nè cái miếng này của muối nè, để dành nãy giờ cái muối nè muốn ăn. Ngon lắm á. Phiền ta ăn. Đã cần ngon không ha? Muối tự chấm sản phẩm của muối làm đi. Ủa là à muối là phải làm muối hả? Ê, con quỷ này nó tự nhiên nói à muối phải làm muối. Trời ơi, muốn ăn nhiều muối gì? Wow. Hú sực ca. Hú sực. Ngon. Cay quá. Thèm quá. Con người chạy được miếng cho được. Wow. Ngon tuyệt vời. Ngồi đây mới được. Đó, ngồi đây phải diễn tả cái mặt ăn ổi ngon như thế nào. Trời ơi, tôi giống mấy người bố già kìa. Ngon quá. Lấy họng kìa. Lấy họng kìa. Ăn nhiều là có hỏi đi luôn. Ngon quá. Ha. Hát bài nghe coi thơ. Trời ơi, đang bán ổi mà con đi đòi hát cái gì. Hát bài gì vậy? Hững hờ hờ hững thì quên đi. Hững hờ. Bài gì? Muốn em hát bài gì? La 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 la. Buồn quá muối ơi. Người ta bán
người ta bán ở chợ đó là 1 hao 6 đồng, còn đây bán 1 hao 10 đồng, vừa nghe nhạc mà vừa có hết trơn á. Mà không ai mua hết muối. Có thì tin đây thì cho phi là quá thì người lại lấy. Ngoại thương không nhận là ngoại thương. Sao bán mang mới đưa con? Thôi dạ đã ăn nhiều quá đâu được. Ăn ổi tôm. Vì kia ta làm đã không ăn ngay muối. Làm để đỡ lắc nữa có người tới ăn. Để hôm nay chị đã người ta trừ cơm hả? Ăn ổi trừ cơm, ăn ổi tốt lắm á, phụ nữ ăn ổi rất là tốt nha các bạn. Không biết tốt cái gì mà con thấy là cứ thế này. Đi ra na đi ra. Chai của mọi người cho bỏ. Lắc nữa có người tới ăn. Không có chết rồi. Xong lấy hồng về đi, lấy ít thôi, lấy đi muối. Mỗi lại hỏi lấy muối lấy chai hai chai ai dám lấy mà rồi. Nè lửa đi. Nó chơi cho đẻ nó đi, đẻ nó đi. Tụi mày bán éo quá cho luôn nè. Chưa đâu, lát mấy giờ này, lát nữa đồng bọn đi tới bây giờ. Chút nữa hai mẹ con bối bối tới thôi. Thơm quá. Biết sao, thơm phải để tụi cho. Tụi muối ớt mà ngửi là muốn cay muốn sặc luôn á. Chưa có khô để cho nó khô. Ăn gì giống bên Thái Lan. Ngon quá. Cái hồng hả? Lấy cái hồng về đi. Lấy cũng sợ nữa thấy không, lấy sợ nó thấy. Lấy đồ với từ từ rung rung nắm lấy trái hồng. À, lấy 5 trái thôi nha, 5 trái bà con. Nó không về nó nói trời ơi, à muối lấy quá trời rồi chết không á. Mình chỉ lấy nhiêu đây đừng ai cười nha. Wow, cái này coi cầu ăn hả, 2 tuần á. Đâu có, ngày mai có người tới xin một bao về người lấy gửi qua bên New Mexico á. Ôi giời ơi, đi ra quay với bối bối. Đây nè. Đó nó kìa. Kiểu này chắc nửa tiếng mới về. Mà con trai nó tao còn cưng dữ nữa. Vậy hả? Trời, con gái mới cưng chứ. Ui tôi đó mọi người ơi. Nè cho mượn chơi trứng tiếng về dắt về nghe cho hội tôi á. Nè ở lại chơi tiếng hay là lát nữa bà lại rước nghe ok. 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 Oh my goodness. Ok. Đi vô. Bye bye. Nice to meet you. Baby, give me 5. Bye muối. Yeah, nice to meet you. Coi đây, em. Trời ơi, quá trời luôn. Con chào bác. Ơi, chào con. Chào bà đi con. Chào bà. Đó. Dạ chào bà. Trời ơi chị, ổi đâu mà khủng khiếp dữ vậy? Có bà cho ơi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Trời ơi. Ngồi đây, ăn đi. Muốn ăn muối ớt hay là muối xí muội. Đi lại đây bé, lại đây, lại đây. Đó, bây giờ ăn biết lựa ổi không? Biết chứ. Dạ có ổi. Ờ đúng rồi. Cái đựng á. Ủa cắt tóc rồi. Trời ơi. Đó tôi cắt. Nó dài quá rồi. Trời đất ơi. Rồi lựa một trái coi. Không coi, coi trái nào ngon. Nó lựa trái bự ta bán. Cô trả cô. Của cô trả cô. Có con không? Không phải của con đâu. Dùng bậy vậy. Dùng điều vậy chị. Bạn chị cho đó. Chị ở nhà nó còn nũa. Ở nhà cái cây đó còn nũa nhưng mà nó chưa có hái được á. Nó là bữa nào nó bự ra nữa hái tiếp. Có mời ai không? Có mời ai không? Mời ai? Nãy ăn muối tới lấy ít rồi đó. Trời chút nữa lấy về ăn. Giống ổi xá lị quá không? Chút nữa có người tới ghé lấy nữa. Như là ngày mai cái chị kia chị ghé xin bao. Đây, cưng ơi, ăn thử đi. Bé ăn không? Ăn. Cho bé miếng trước nè. Trời quá trời ha. Rồi hồng nữa hả? Ăn này đẹp quá ta. Thank you. Đẹp quá ta ơi. Đẹp quá ta ơi. Ăn đẹp quá ta ơi. Đẹp quá ta ơi. Cay không? Cay hả? Cay vậy? Cay không? Cay lắm á. Mềm không? Ừ. Phúc nữa.
phụ nữ ăn ổi tốt. Tốt lắm, đúng rồi. Trắng lắm. Cái chị bạn em hôm qua đó, chị đó chị mê ổi đó. Đúng rồi, phải không? Sao rồi liên lạc chị cho chị đó. Chị gói gói hả? Chân chết hả? Hả? Chết con hả? Chết con con xin chết hả? Cái này là đại tiệc ổi. Món cháy này ngon chứ bộ. Này hả? Có ngon bộ. Món hơi chua. Nó ngon lắm. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Cái này ngon rồi. Cái chim hơi mì. Nào. Đúng không má? Hồi má cắt hồng không? Bên kia chín, bên này giòn. Hồng giòn với hồng chín. Thấy nó giống người ngoại á, thấy cưng cưng. Nó lạnh. Là chị thấy không cắt không? Như vậy là cắt đâu, phải, đâu phải cần cắt cái vỏ đâu. Đây. Vậy hả? Trời, cắt hay vậy. Hả? Gì? Đâu cần phải cho người ấy ruột mau. Ăn nó cắt hay lắm các bạn. Cắt mà nó chờ chừa một cái ruột tròn luôn. Hay ghê. Mít cắt như vậy đó. Chả cái ruột đó. Trời bà hay ghê. Nè. Hay không bà cắt nè. Bà cắt làm sao mà còn nguyên cái ruột tròn luôn. Như ai như mình cắt. Mình cắt xong rồi mình còn lọc cái ruột ra. Cái quán nó đi cho bé biết. Ủa cái á. Nó ăn cay được mà. Ủa ghê hả? Ăn rồi nó xin tiêu em á. Ôi ôi. Ăn cháo. Cay lắm. Xin miếng tiêu bỏ vô. Cay lắm. Không nên cay dễ sợ. Cay dễ sợ. À tôi. Ngon không? Gì? Ngon. Cưng cưng. Cưng ba. Ồ ru. Cưng. Hi. Hello Ru. Đi với ai vậy? Anh đi có mình nè. Trời ơi, ổi bác đắt chứ sợ luôn. Hả giờ. À muối mới về á. Chạy hả? Chào bác. Sao? Đưa mặt vô. Đó, Ru đồng bọn. Trời ở cũng xa lắm á. Mà nghe nó có ổi là chạy tới lấy nè không? Thấy ổi tôi đắt không? Nãy giờ bán ế luôn á Ru. Baby ăn ổi hả? Ăn hồng à con, baby. Ăn không? Để em bàn đi. Để em bàn đi. Để em bàn đi. Bồi Ru, Ru thấy An đẹp không? Mập. Đẹp gái ha. Cái tóc của chị. Đó. Tóc hợp. Tóc gắn vô đó. Trời ơi. Bữa nay dạo này con ta biết gắn tóc, tự gắn luôn. Không phải là má em nè. Con mê cầm thơ cái đó đó. Chị lật đật nó chạy liền. Cái đó nó mê cầm thơ dữ lắm. Nó nói vậy. Nó mê cầm thơ dữ lắm. Phải không? Phải không? Phải có mê bà Tám cầm thơ không? Mê bà Tám cầm thơ. Mê bà Tám cầm thơ. Bây giờ thật ra là không có quay bối bối lên trên kênh bà Tám cầm thơ nữa. Chỉ quay sơ sơ thôi. Biết tại sao không? An. Bà An cũng biết luôn nè. Nhưng mà thôi. Nói chung là không nói đâu. Nhưng mà nói chung biết là không có nói biết lòng. Biết là không sẽ không có quay bố bối trong kênh bản thân thôi nữa là được rồi. Có thể quay cho ba nó coi nhưng mà bỏ lên Facebook. Vì rất là nhiều người ở trong cái clip mà Cam Thơ với lại anh Long á là An quay nè. Rất là nhiều người trong đó nói là anh Long và Tám ráng khuyên rồi với lại nhiều người cũng khuyên là hai chồng nên nhịn mỗi người một chút để mà cho con nó có cha, có đủ cha mẹ. Cái đó thì khuyên thì đã khuyên nhiều nhưng mà quan trọng là hai người thôi, phải không? Người ta ở trong cuộc thì người ta hiểu rõ hơn hơn ai hết. Mình ở ngoài mình chỉ biết khuyên vậy thôi, ai cũng có lòng tốt, ai cũng có cái lòng thương bé con không? Nhưng mà chỉ có người trong cuộc thì người ta sẽ quyết định cái chuyện của người ta thôi. Mình thì không có biết làm gì hơn hết. Đúng không? Khuyên cầu nguyện thôi. Đó.
Rồi quan trọng là con thôi chứ. Hai người thôi chị ha. Ăn rồi nó im re à, nói ai nói là nói nó im re à, không nói gì chưa. Mà vài bữa An với lại bà Tám sẽ có một cái hoa hậu hả? Không, một cái sẽ sắp sửa quay một cái clip rất là vui đặc biệt. À cái gì đó? Làm đẹp. Làm đẹp bằng một cái máy rất là đặc biệt mà mới có, thì đang đợi cái sản phẩm cái gel nó về á. Thì hai đứa làm qua làm lại hay gì ra ngoài được, hay gì ra ngoài tiệm làm mà hết tốn tiền như facial vậy hả? Thì bây giờ hai đứa sẽ làm qua làm lại, An làm cho Tám, Tám làm cho An, cái gì quay cho các bạn coi, cho các bạn tham khảo. Em đang coi chị mặt chị méo quá nha. Trời ơi, An làm cho chị méo, chị làm An méo lại chứ có đâu quê. Ru ru dạ vô đây nè. Hôm nay tình cờ ru ru nghe nói có ổi chạy xuống hai nhà gặp luôn An, thì ru cũng biết An đúng không? Dạ biết. Đó ru ở đâu ta, cách đây mấy tiếng? Yeah. lên đeo hả? 45 phút hả? Đó không, 45 phút chạy đây. Âm muối thì cũng 45 phút không? Dạ. Âm muối ở trên Los cũng 45 phút cũng chạy xuống lấy ổi. Yeah. Mà cuối cùng ổi cũng còn nguyên vậy đó. Rồi bây giờ ru lê sẵn đây là có vài lời gì với các bạn hay không? Sẵn đây Ruth mến chúc cho chị và gia đình, với các bạn fan của chị Cam Thơ, giáng mùa sinh. Giáng mùa sinh là gì? Christmas. Mùa giáng sinh. Mùa giáng sinh. Giáng mùa sinh. Thông cảm nha, tiếng Việt thì không có nói nhiều nhưng mà đọc thì hiểu. Thôi làm lại nha. Thôi không giỡn nữa. Mến chúc chị và bác và gia đình chị và các bạn của chị Cam Thơ một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Rồi, cảm ơn Ru nhiều. Cảm ơn đã tới thăm căn nhà nhỏ nhỏ mà có đầy ổi ở đây. Dạ, cảm ơn chị cho em ổi. Em về em sẽ ăn để nhớ đến chị. Ôi chào các bạn nha. Có bao giờ có thấy nhà nào mà ổi nhiều vậy không? Không, mới lần đầu em thấy luôn á. Em mới vừa bước vào thì em tưởng là giống như Việt Nam vậy đó. Tại vì Việt Nam ở ngoài trời người ta bán trái cây giống vậy. Trước khi máy bay đây thông báo là đây là single mom, mình là single mom rất lâu rồi nhưng mà khỏi giới thiệu rồi. Chúc các bạn một mùa giáng sinh thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Bye bye, bye bye các bạn. Nhớ sub cho chị Cam Thơ nhiều nhé, sub ủng hộ cho Tám nha. Bye bye, bye bye.